Dù ở chiến trường nào, trong từng khẩu súng, viên đạn, trong từng hạt gạo, viên thuốc, trong từng tấm áo của người chiến sĩ đã thấm đỏ máu bao đồng đội trên Trường Sơn. Huyền thoại Trường Sơn là một kỳ tích kiệt xuất của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là nhân tố có ý nghĩa quyết định chiến lược đối với thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trường Sơn đâu chỉ có một con đường, mà có hàng trăm con đường chạy dọc suốt dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đường Trường Sơn Trăm Ngả, nhạc và lời Đào Hữu Thi do Top Nam, Đoàn ca múa nhạc, Nhà hát Quân đội biểu diễn. Vượt Trường Sơn, nghe theo lời của Bác. Trường Sơn dù đất cháy, ta mở những con đường, đường vào trong chiến trường xa. Em ơi có nghe chăng lời ca hòa trong tiếng Anh, rộn ràng những chuyến xe, đường đi là trăm lối, đường đi là trăm nẻo, biết đâu mà ta mở những con đường, đường vào trong chiến trường xa.